Vậy là phần cuối cùng của series Xem Liệt đã chính thức khép lại một hành trình 10 năm. Kể từ khi ra mắt vào năm 2011, Xem Liệt luôn là series hài kịch bấn bựa đáng xem nhất đối với mình. Tuy nhiên, xuyên suốt chiều dài phát triển, series dần đi vào lối mòn và câu chuyện đã không còn lối cũ như trước. Với sự trỗi dậy của các nền tảng streaming cùng sự thay đổi thị hiếu của khán giả đại chúng, cái kết cho Xem Liệt là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Tuy series đã kết thúc vào tháng 4, nhưng gần đây mình mới hoàn thành xong bộ phim. Và sau đây là những cảm nhận của mình về phần cuối này. Giống như đa số các phần trước, Shameless vẫn là một điều gì đó rất đặc biệt đối với mình, từ nhân vật, câu chuyện cho đến những góc nhìn hài hước về vấn đề xã hội. Đặt trong bối cảnh đại dịch Covid đang càn quét đất nước Mỹ, Shameless đã tận dụng rất hiệu quả điều này để tạo bước đệm thúc đẩy câu chuyện. Có thể nói, so với phần 10 thì lần trở lại lần này của Shameless đáng xem, trầm lắng và giàu cảm xúc hơn rất nhiều. Nội dung của phim vẫn trung thành với những phần trước, tập trung vào cuộc sống chật vật của người dân tại khu Southside Chicago, và nó vốn đã khó, nay lại càng thêm trọng chất bởi dịch bệnh. Khác với cách mình kỳ vọng về bộ phim, lần này Sam Liệt không tạo ra nhiều góc nhìn châm biếm hoặc các trò lừa đảo của Frank, mà thay vào đó là tập trung hoàn thiện những câu chuyện còn dang dở của các nhân vật. Chính vì lý do này, phần 11 có nhiều khoảnh khắc lắng động có thể lấy nước mắt của người xem. Nhưng không vì thế mà phim lại thiếu đi các chi tiết bẩn bựa, đậm chất Sam Liệt. Phim vẫn giữ được những giá trị đã làm nên sự thành công của mình, đó là sự hài hước. Bên cạnh đó, có một số vấn đề mình kỳ vọng Shameless sẽ đánh mạnh vào thì bộ phim lại chỉ lướt qua, như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung. Dẫu cách mà Shameless diễn ra không theo ý mình mong muốn, nhưng đối với mình đây vẫn là một trải nghiệm khá tốt. Kể từ khi các nhân vật bắt đầu có cuộc sống riêng thì sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình Gallagher bắt đầu yếu dần, và biên kịch cũng không tạo ra một câu chuyện đủ mạnh để giữ mối liên kết này. Sự thay đổi này đã diễn ra khá lâu và một cách từ từ, nhưng nó ngày càng rõ rệt trong hai phần phim gần đây. Đối với một số người thì đây có thể là sự thật khó chấp nhận, nhưng đối với mình đây là sự phát triển bình thường, cách mà mọi câu chuyện gia đình diễn biến theo thời gian. Tuy nhiên, mình vẫn có một chút tiếc nuối với cái cách mà tập cuối cùng của Shameless kết thúc. Chúng ta đã không thấy được hình ảnh gia đình Gallagher một lần nữa tụ họp trước cái chết của Frank, khiến bộ phim mất đi tính cô đọng, thông điệp cốt lõi bị lu mờ dù đã cố gắng gìn giữ qua nhiều phần phim. Với một số điểm cực kỳ thấp cho tập cuối trên IMDb, nó đã phản ánh phần nào sự không hưởng ứng của khán giả đối với cái kết này. Trái ngược với cảm xúc của nhiều người, mình chỉ hơi đáng tiếc là cách mà bộ phim kết thúc sẽ không giống như những gì người xem mường tượng. Nhưng nó vẫn đem lại những cảm xúc rất khó tả khi chiếu những phân cảnh trong các phần trước, gợi nhắc chúng ta về một khoảng thời gian dài gắn bó với Shameless. Nó vừa mang vẻ đẹp của nỗi buồn, đồng thời là cả niềm vui. Và mình tin, tuy nó không hoàn hảo nhưng rất đáng để trân trọng. Các nhân vật đã thực sự có những bước tiến rất rõ rệt trong việc phát triển. Nổi bật nhất, đồng thời khiến mình ngạc nhiên nhất là cặp đôi Ian và Mickey. Cả hai không còn đem đến cho mình cảm giác thất thường, khó hiểu của một mối tình tuổi teen nay giận mai hờn, mà đã trưởng thành và thực tế hơn. Biên kịch đã chú trọng đầu tư nhiều hơn về cuộc hôn nhân của Ian và Mickey, khiến câu chuyện cuộc sống vợ chồng của cả hai vừa quen thuộc nhưng cũng vừa hài hước, từ việc chi tiêu, có con và nơi sinh sống. Những điều đó đã làm mình rất ấn tượng về cặp đôi này trong lần cuối cùng gặp họ. Trong phần này, Con cũng gần như lột xác hoàn toàn. Mình vẫn luôn thích hình tượng Con ngu ngốc, thể hiện tính cách anh chị, và đã từng có thời gian mình không hiểu lý do tại sao biên kịch lại thay đổi điều đó. Nhưng với phần cuối cùng, biên kịch đã miêu tả được bản chất tốt bụng của anh chàng này, khiến người xem, đặc biệt là với mình, cảm thấy rất đồng cảm. Không biết từ bao giờ, Debbie trở thành nhân vật bị ghét nhất series Shameless. Nhưng cuối cùng, biên kịch cũng đem lại một ít sự công lý cho nhân vật này. Debbie là một trong những thành viên gia đình Gallagher đã không muốn bán ngôi nhà mà cô lớn lên, và mình tin nhiều người sẽ đồng tình với nhân vật này. Liếc Gallagher thì câu chuyện dường như không có sự thay đổi quá rõ rệt qua nhiều mùa phim, và thậm chí có thể là kẻ phản diện ở phần 11 này. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm với nhân vật này. Thời thế thay đổi và gia đình Gallagher cũng phải thế, chỉ là sớm hay muộn. Về cặp đôi Kevin và Veronica thì không có quá nhiều điều để nói. Riêng về đôi bạn thân của Frank là Kermit và Tommy, chắc chắn sẽ đem đến cho bạn rất nhiều bất ngờ. Về Frank thì không cần phải bàn cãi. Đây là nhân vật được yêu thích nhất series. Dù có là một kẻ chuyên lừa bịp, một tên bậm nhậu hoặc một ông già với trí nhớ kém, thì Frank vẫn đem đến nhiều cảm xúc nhất cho người xem. Để kết thúc series Shameless một cách trọn vẹn thì không còn cách nào khác ngoài việc đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của nhân vật Frank, vì ông chính là xương sống của cả bộ phim. Chúng ta đã không còn nhìn thấy hình ảnh của một chuyên gia lừa đảo như nhiều phần phim trước, mà là ông già mất trí nhớ.
Nhưng cũng chính vì thế, chúng ta được chứng kiến những khía cạnh khác trong tính cách của nhân vật này. Sự tương tác giữa Frank, Liam và cháu gái Fanny có thể sẽ đem đến người xem nhiều giây phút ngậm ngùi bởi sự chân thật, gần gũi và tình cảm. Theo mình, cách mà biên kịch xây dựng đoạn kết cho câu chuyện của Frank là hoàn toàn hợp lý. Tuy nó hơi thiếu sự trọn vẹn trong giây phút nhân vật Frank ra đi, nhưng nó vẫn để lại người xem một cảm giác bồi hồi lẫn một sự bất ngờ rất lớn, đúng với màu sắc vừa khóc vừa cười suốt cả 11 phần phim. Tóm lại, dù vẫn còn nhiều điều mình muốn bộ phim làm, nhưng mình tin đây vẫn là một cái kết hoàn hảo. Đối với mình, Shameless vẫn sẽ luôn là series hài kịch ấn tượng nhất kể cả khi nó đã kết thúc. Đó là cảm nhận cá nhân của mình, còn bạn thì sao? Nếu bạn xem video thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình là Nghiện Phim và hẹn các bạn trong các bộ phim lần sau. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.